chào các cô chú và các chị trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay cả nhà mình đi đến thăm chú Bà Đen ở Tây Ninh quê mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho sẽ ngon.
Video của mình bây giờ xin tạm dừng ở đây. Chúc cho quý cô chú và anh chị có một ngày thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp sau nha. Bye bye.